Rồi mình chào cả nhà nhé. Hôm nay mình dẫn cả nhà lên theo chân mình đi xem cái đất này. Ai mua thì mình bán giá rẻ rồi nha. Đây là gọi là ngã hai nhá. Đây ngã hai này, từ ngã hai này về ngay trung tâm thành phố Phan Thiết là 3,5 cây số nha. À 4,5 cây số nha. Thì từ ngã hai này đi vô đất nhà mình ấy là khoảng tầm cỡ đúng 500 m. Gần chợ luôn. Đấy, đây mình sẽ quay tổng các bạn cho các bạn xem nha. Đấy, bây giờ mình quay sơ cái đường trước xong mình vào mình quay chi tiết đất cho các bạn xem nhé. Đây là chợ ngã hai đấy không? Đấy, đúng chợ chưa? Ủy ban xã này. Đấy, đây chính xác chợ này nha. Bạn thấy chưa? Ngay chợ nhá, ủy ban xã nhá, trung tâm luôn nè. Đấy, các bạn theo chân mình vào trong đất nhá. Từ chỗ ngã hai đi vào là khoảng 350 m, 400 m là tới. Đây các bạn thấy đường nhựa, đường chính nha, đường này lên chỗ ga tàu Mương Máng nha. Thì từ ngã hai đi vào đây là 300 m, 300 đến 350 m. Đây đường vào đây, đường bê tông vào tận nơi nhá, đường xe ô tô đi thoải mái. Đây khu văn hóa này. Đấy, đường ô tô vào tận nơi nhá. Mà đặc biệt chỗ này, khu này là như phố luôn, các bạn thấy không, hai bên nhà ở đầy luôn này. Đấy, mình sẽ quay chi tiết luôn các bạn coi này. Đó, đường xe ô tô vào tận nơi nhá. Đấy, các bạn thấy hai bên ở như phố chưa? Mà mình báo cho các bạn một tin rất là vui này. Giá chỉ bán chỉ có 750 triệu một sào thôi nha. Đây mình hiện tại hơn 9 sào. Cách trung tâm thành phố Phan Thiết là 6 cây số nha. Đấy, các bạn phải lên nhớ một điều thôi nha. Đấy, các bạn thấy như phố chưa? Đấy, khu đằng trước nhà ở là toàn biệt thự thôi nha. Đấy, đất mình sát biệt thự luôn, là cách biệt thự có 25 mét là tới. Đấy, đây các bạn nhìn như phố chưa? Đây, bạn coi nhà đường bê tông thì mới đổ xong này, đẹp không? Đấy, đường rộng 5 mét nhé. Đấy, giờ vào thoải mái nhé. Đây, mời các bạn dẫn vào mình xem đất nhé. Đây các bạn nghe không? Ngay khu phố Mai Thái này. Đó, tới này là tới đất của mình luôn này. Đúng 20 mét là tới này, nghe không? Thấy đường đẹp chưa? Đây đất của mình đây, bằng phẳng ra đẹp chưa? Đấy. Thì mặt đường này là 110 m cho cả nhà nhé. Mặt đường bê tông này 110 m này, đất của mình này. Có 9 sào mấy thì 110 m mặt tiền. Đấy, còn mình đất của mình đẹp cái này là đất thanh long, bằng phẳng nha. Mặt sau là mặt tiền luôn, hai mặt tiền luôn. Mặt sau cũng là đường bê tông như đường đất nhỏ. Đây mặt đường bê tông đúng 5 mét chưa các bạn coi này. Này các bạn coi kỹ này. Đó, 5 mét nha. Đất vuông vắn nha, đẹp luôn nha. Đấy, hơn 9 sào đất nha. Rồi, các bạn nhìn thấy chưa? Đất đẹp. Này mình nói cho chi tiết cho dễ này nha. Từ đây xuống Phan Thiết là khoảng hơn 6 cây số là ngay trung tâm thành phố Phan Thiết nha. Hơn 6 cây số được chưa? Cách đường quốc lộ 1A là khoảng tầm cỡ 500 m. Đây đường quốc lộ 1A đây, ngay đây này. Nếu mà tắt đường này ra thì chỉ có chưa đến 500 m, chỉ có hơn 300 m tới này. Đó, các bạn thấy không? Này. Đây đất của mình đây nha. Đây khu phố trước mặt mình là khu phố nha, toàn nhà mái Thái không này. Ra chợ Hà Mỹ 300 m. Đấy, chợ ủy ban xã gần đây luôn. Đây là khu phố luôn, các bạn thấy đẹp chưa? Đất hai mặt tiền. Đằng sau có mặt tiền, đằng trước có mặt tiền. Thấy chưa? 110 mét mặt tiền nha các bạn nhé. Giá như nói luôn, cái giá này 750 triệu một sào, đất trồng cây lâu năm. Đấy. Các bạn muốn mua về nên thổ cư hay làm nhà thì tuyệt vời luôn. Đây, các bạn thấy không? Đường đổ đẹp nhé. Mới đổ bê tông xong này, sạch sẽ đẹp đẽ chưa? Đúng 5 mét. Đất đẹp nha. Đấy, thấy không? Đúng bài chưa? Đi quay hết đất cho cả nhà xem này. Đấy, 110 mét nha các bạn nhé. Về ngang này 110 mét nha. Đấy, thấy chưa? Đường đẹp chưa này. Đấy, rất là đông người nhà ở nhá, gọi là khu phố nhá. Đấy. Rồi các bạn nào mua thì comment giúp mình nhá. 750 triệu nhé các bạn nha. Hơn 9 sào. Rồi cách Phan Thiết, cách trung tâm thành phố Phan Thiết 6 cây số.
Rồi chào tạm biệt cả nhà nhé.